Còn đây là hình ảnh khán giả gửi tới chương trình. Trước ngõ 139 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, mặt đường công bị chiếm dụng thành sân nhà để trộn bê tông. Nhếch nhác và bẩn thỉu, khiến ai đi qua đây cũng phải tránh xa. Người dân cho biết, tình trạng này diễn ra hàng ngày và tồn tại từ lâu, nhưng không được cơ quan chức năng quận Cầu Giấy nhắc nhở xử lý. Hậu quả là làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.